Xin chào các em học sinh, thế là một tuần nữa đã trôi qua rồi, cô trò chúng ta lại được gặp nhau trong bài học ngày hôm nay. Trước khi học bài học này, các em cần chuẩn bị cho cô một quyển sách hướng dẫn học tin học lớp 3, một quyển sách hướng dẫn thực hành tin học lớp 3 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Đà Nẵng cung cấp. Phía sau mỗi quyển sách sẽ có mã thẻ IC Book. Nếu các em chưa có quyển sách này, các em vui lòng truy cập vào địa chỉ www.icbook.vn để được hướng dẫn các em nhé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em một chủ đề trong bài học này, đó chính là chủ đề soạn thảo văn bản. Bài học mà chúng ta học hôm nay chính là chọn kiểu chữ căn lề. Nội dung bài học của chúng ta gồm có 3 phần. Thứ nhất là thay đổi kiểu chữ, thứ hai là căn lề và thứ ba là sẽ thực hành trên phần mềm IC Book. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung thứ nhất các em nhé. Bây giờ cô mời các em hãy quan sát hai đoạn văn bản sau. Em hãy nêu điểm giống và khác nhau của hai đoạn văn bản dưới đây. Như vậy ở đây chúng ta thấy điểm giống nhau ở đây chính là có cùng kiểu phông và cỡ chữ. Các em quan sát như chúng ta thấy có cùng kiểu phông và cỡ chữ. Nhưng khác nhau ở đây chính là một bên là căn lề trái. Chúng ta thấy ở bên này thì căn lề trái, còn một bên thì là căn lề phải. Và điểm khác nhau thứ hai nữa là một bên thì có chữ đậm, như chúng ta thấy một bên có chữ đậm và một bên có chữ nghiêng, một bên có chữ gạch chân và một bên thì không có chữ gạch chân. Như vậy là các em thấy ở đây đoạn văn bản của chúng ta có hai điểm điểm khác nhau như thế. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung các em nhé. Vậy làm thế nào để mà trình bày được như trên thì cô sẽ hướng dẫn các em trong nội dung bài học này. Cô mời em hãy quan sát các nút lệnh dưới đây. Bây giờ em hãy quan sát xem. Đây là nút lệnh ở trong thẻ Home đấy các em. Và hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em ba công cụ mà chúng ta làm quen. Đó chính là công cụ dùng để trình bày kiểu chữ. Đây chính là ba công cụ dùng để trình bày kiểu chữ. Bây giờ cô mời các em hãy điền vào phiếu bài tập sau. Em hãy thực hiện khi mà chúng ta thực hiện chọn nút lệnh B thì nút lệnh B này có tác dụng gì? Bây giờ nút lệnh Y, nút lệnh U. Bây giờ các em cùng cô đi kiểm tra nhé. Khi mà chúng ta thực hiện chọn nút lệnh B thì chữ hiện lên trên màn hình sẽ có kiểu chữ là in đậm. Và khi chúng ta thực hiện chọn nút lệnh Y thì chữ trên màn hình sẽ xuất hiện đó là kiểu chữ in nghiêng. Tiếp theo là khi chúng ta chọn nút lệnh U gạch chân thì kiểu chữ mà chúng xuất hiện ở đây chính là kiểu chữ gạch chân. Như vậy hôm nay cô giới thiệu với các em ba nút lệnh, đó là các nút lệnh trình bày kiểu chữ in đậm, in nghiêng và gạch chân. Như vậy để thực hiện trình bày các kiểu chữ thì chúng ta có các bước sau. Bước thứ nhất là chọn phần văn bản muốn trình bày. Như vậy chúng ta muốn trình bày ở cái đoạn văn bản nào thì chúng ta sẽ chọn đoạn văn bản đó. Bước thứ hai là chúng ta sẽ chọn nút lệnh. Chúng ta sẽ chọn một trong ba nút lệnh này. Nút lệnh B để trình bày chữ in nghiêng, nút lệnh Y để tạo chữ in đậm và nút lệnh U để tạo chữ gạch chân. Và chúng ta lưu ý là chúng ta có thể chọn hai kiểu chữ hoặc cả ba kiểu chữ cùng một lúc vẫn được các em nhé. Bây giờ nếu như là không chọn văn bản mà nháy nút B hoặc là nút Y thì văn bản được gõ vào từ vị trí con trỏ soạn thảo sẽ như thế nào theo em? Như vậy thì khi chúng ta trình bày chữ đậm thì chúng ta sẽ chọn, chúng ta bấm vào thì nút này sẽ là vừa đậm hoặc là có thể là nghiêng. Nếu chọn phần văn bản dạng chữ đậm hoặc nghiêng rồi nháy nút B hoặc Y thì phần văn bản đó sẽ như thế nào? Như vậy thì phần văn bản ngay tại vị trí mà chúng ta gõ đó nó sẽ trở thành chữ thường. Đây là điều mà các em cần lưu ý cho cô nhé. Như vậy các em nhớ nè, khi chúng ta muốn không chọn một đoạn văn bản nào thì chúng ta chọn vào nút B hoặc nút Y thì cái đoạn văn bản mà chúng ta gõ ra phía sau con trỏ sẽ chính là chữ đậm hoặc là chữ in nghiêng theo nút lệnh mà chúng ta đã chọn. Còn khi mà phần văn bản đang ở dạng chữ đậm hoặc là chữ nghiêng rồi mà chúng ta nhấn vào nút B hoặc nút Y lần nữa thì phần văn bản sẽ trở lại thành chữ thường. Bây giờ chúng ta qua nội dung thứ hai, đó chính là thực hiện căn lề cho văn bản. Vậy để thực hiện căn lề cho văn bản thì hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em nút lệnh căn lề. Các em hãy quan sát.
Đây chính là bốn nút lệnh mà chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay. Nút lệnh dùng để thực hiện căn lề cho văn bản. Bây giờ cô mời các em hãy quan sát đoạn văn bản sau. Như vậy các em thấy ở đây cô có bốn đoạn văn bản về giấy màng: đoạn A, đoạn B, đoạn C và đoạn D. Các em hãy quan sát thật kỹ cho cô nhé. Rồi bây giờ các em quan sát xem là ở đoạn A văn bản được trình bày theo kiểu nào, đoạn B văn bản được trình bày theo kiểu nào, đoạn C và đoạn D tương tự. Các em hãy quan sát và cho cô biết nào. Như vậy ở đây chúng ta thấy cả bốn đoạn văn bản trên thì ở đoạn văn bản A đầu tiên, đó chính là tất cả đều được căn lề bên trái và chúng ta thực hiện căn lề trái với nút lệnh căng thẳng lề bên trái như thế này. Tiếp ở đoạn B thì chúng ta thực hiện là căng thẳng lề bên phải. Các em quan sát đoạn văn bản lề bên phải rất là thẳng. Như vậy ở đoạn B đang được thực hiện căng thẳng lề bên phải. Tiếp theo ở đoạn C thì chúng ta thấy này, đoạn văn được tất cả đều nằm thuộc về chính giữa. Như vậy ở đây là căng lề giữa. Như vậy là ở đoạn C là đoạn văn bản đang được thực hiện căng lề giữa. Tiếp theo ở đoạn D, các em quan sát thấy cả lề bên trái và lề bên phải rất là thẳng tắp. Như vậy ở đoạn D là chúng ta đang thực hiện căng thẳng hai lề. Chúng ta căng luôn cả hai lề đều thẳng là lề trái và lề phải. Như vậy ở đây cô giới thiệu với các em bốn nút lệnh thực hiện căng lề. Đó là nút căng lề, căng thẳng lề bên trái, căng thẳng lề bên phải, căng lề giữa và căng thẳng lề hai bên. Như vậy là chúng ta được làm quen với bốn nút lệnh căng lề này đó các em. Tiếp theo để thực hiện căng lề thì cô gồm có các bước sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ nhái chuột chọn đoạn văn bản cần căng lề. Như vậy thì đối với việc thực hiện căng lề cho văn bản thì chúng ta không cần bôi chọn văn bản các em nhé. Chúng ta chỉ việc đặt con trỏ chuột tại cái vị trí đoạn văn bản mà chúng ta cần thực hiện căng lề thôi. Sau đó em nhái chuột lên một trong bốn nút lệnh căng lề tương ứng để chọn. Chúng ta sẽ nhái vào một trong bốn nút lệnh tương ứng ở đây. Chúng ta muốn căng lề nào thì chúng ta sẽ nhái chuột vào nút lệnh căng lề đó. Và ở đây các em cần chú ý cho cô, chúng ta có thể thực hiện căng lề trước hoặc là sau khi gõ nội dung đoạn văn bản đều được hết các em nhé. Khi mà chúng ta đã thực hiện gõ xong rồi, nếu chúng ta quen căng lề ngay từ đầu thì chúng ta thực hiện gõ xong rồi chúng ta căng lề cũng được, hoặc là chúng ta có thể căng lề xong rồi chúng ta thực hiện gõ văn bản vẫn được các em nhé. Thứ hai là sau khi thực hiện xong thì các em nhớ quan sát căng lề đoạn văn khi mà chúng ta nháy lại nút lệnh. Như vậy khi chúng ta nháy lại nút lệnh chúng ta muốn căng lề nào thì chúng ta chú ý là cái đoạn văn của chúng ta đã thực hiện đúng với cái lệnh căng lề đó chưa. Ngoài cách căng lề bằng các biểu tượng thì chúng ta còn có thể căng lề bằng phím nữa đó các em. Như vậy ở đây chúng ta thấy này, chúng ta sẽ thực hiện căng lề bằng phím như sau. Là chúng ta sẽ chọn đoạn văn bản cần căng lề rồi nhấn một trong các cái tổ hợp phím sau. Chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl A. Thì tổ hợp phím Ctrl A là tương đương với là nút lệnh căng lề giữa. Tổ hợp phím Ctrl L thì nó là viết tắt của nút căng lề trái. Tổ hợp phím Ctrl R là viết tắt của nút lệnh căng lề phải. Và tổ hợp phím Ctrl J là viết tắt của nút lệnh căng đều hai bên lề. Như vậy đây chính là toàn bộ nội dung bài học mà hôm nay cô hướng dẫn đến với các em. Và để nắm rõ bài học ngày hôm nay thì các em hãy cùng cô làm thêm một số bài tập trên phần mềm iCBook các em nhé. Chủ đề 3, bài 5, chọn kiểu chữ căng lề. Chúng ta cùng đi vào phần hoạt động cơ bản các em nhé. Câu 1, quan sát vị trí con trỏ soạn thảo trong hình bang và nối mỗi thao tác với một kết quả tương ứng. Giờ chúng ta cùng quan sát nút lệnh. Đây chúng ta có nút lệnh A và nút lệnh B. Như vậy chúng ta vừa học thì nút lệnh A chính là định dạng chữ tự nhiên, còn nút lệnh B chính là định dạng chữ in đậm. Chúng ta cùng kiểm tra các em nhé. Chúng ta câu 2, em hãy giúp Hoa bằng cách chọn phương án đúng. Nút lệnh dùng để căng lề trái. Như vậy đây nút lệnh dùng để căng lề trái. Ở đây chúng ta chỉ có hai nút lệnh căng lề thôi các em. Nút lệnh căng lề trái chính là nút lệnh thứ hai các em nhé. Chúng ta cùng kiểm tra. Chúng ta nút lệnh dùng để căng đều hai bên.
như chúng ta đã học thì nút lệnh dùng để căn lề hai bên chính là nút lệnh thứ hai. Ở đây chúng ta cũng có hai nút lệnh căn lề, nút lệnh này là nút lệnh căn lề phải, còn nút lệnh này là nút lệnh căn lề hai bên. Chúng ta cùng kiểm tra này. Chúng ta đi qua câu thứ ba. Nút lệnh nào không sử dụng để định dạng kiểu chữ? Như vậy các em xem nút lệnh nào không phải dùng để định dạng kiểu chữ? Tất nhiên là nút lệnh đầu tiên, đúng không? Nút lệnh này là dùng để căn lề. Câu 4, nút lệnh nào không sử dụng để căn lề? Chúng ta thấy rất là rõ, tất nhiên là nút lệnh thứ hai rồi, đúng không các em? Nút lệnh hai, nút lệnh kia chính là nút lệnh để căn lề. Đúng xác. Tiếp tục, bây giờ chúng ta cùng đi qua phần hoạt động thực hành các em nhé. Câu 5, em hãy gõ văn bản và trình bày như yêu cầu. Định dạng phông chữ Arial cỡ chữ 12 lưu vào máy tính với tên tự đặt. Như vậy thì em thực hiện gõ bài thơ ngắn là Trăng tròn của Trần Đăng Khoa. Và các em chú ý là Facebook hướng dẫn chúng ta chồng thơ ngắn thì chúng ta ghi chữ đậm và gạch chăng căn lề bên trái. Dòng chữ trăng tròn thì chúng ta cũng ghi chữ đậm và căn lề giữa. Còn bài thơ thì chúng ta căn lề giữa. Tên tác giả thì chúng ta chữ nghiêng và căn lề trái. Như vậy các em hãy thực hiện gõ bài thơ sau theo phông chữ Arial các em nhé. Cỡ chữ 12 theo yêu cầu của Facebook. Sau đó chúng ta các em hãy lưu lại và trên máy tính của mình và cái thư mục mà tên của mình đó các em nhé. Tiếp tục bài số 6. Em hãy gõ văn bản và trình bày như yêu cầu. Các em hôm nay, thế giới ngày mai. Như vậy các em hãy gõ bài thơ sau vào. Ngay yêu cầu Facebook yêu cầu chúng ta là em hãy gõ toàn bộ bài thơ sử dụng phông chữ là Arial. Như vậy các em nhớ này, phông chữ Arial. Tiêu đề bài thơ, tiêu đề bài thơ là trẻ em hôm nay thế giới ngày mai này. Các em trình bày là cỡ chữ 16 in đậm. Như vậy chúng ta cái tiêu đề bài thơ này chúng ta sẽ dùng cỡ chữ 16 in đậm. Nội dung bài thơ, đây là nội dung bài thơ. Các em sẽ thực hiện căn cỡ chữ là 14. Và lưu ý là các câu in nghiêng, những câu nào in nghiêng. Chúng ta là lưu ý là nội dung cỡ chữ 14 lưu ý các câu in nghiêng. Cả bài thơ chúng ta sẽ thực hiện căn lề trái. Như vậy là chúng ta sẽ căn lề trái cho cả bài thơ. Sau đó lưu bài thơ vào cái thư mục của mình với cái tên là bài hát chấm dot x. Như vậy là các em đã nắm rõ yêu cầu Facebook như nào. Các em hãy thực hành mở phần mềm soạn thảo Workline và gõ bài thơ này vào các em nhé. Chú ý là phải trình bày theo đúng yêu cầu mà Facebook đã hướng dẫn các em nhé. Tiếp tục, câu chúng ta đi vào phần hoạt động ứng dụng mở rộng. Câu 7, em hãy mở tệp bài hát. Chúng ta phải mở lại cái bài số 6 khi nãy mà em đã thực hiện trong bài tập 6. Thực hiện chỉnh sửa như sau rồi lưu văn bản đã chỉnh sửa. Như vậy là trong này Facebook yêu cầu chúng ta là sử dụng phông chữ tiêu đề thành phông chữ Chinese Roman. Như vậy để thực hiện tiêu đề này thì các em nhớ chung là phải bôi chọn cái tiêu đề nhé. Rồi sau đó các em vào chỗ ô phông chữ, chúng ta chọn lại phông Chinese Roman cho ô tiêu đề. Viết thêm một dòng tên tác giả của bài hát ngay sau dòng tiêu đề. Tác giả Lê Mai, in đậm và nghiêng. Như vậy là các em hãy đặt con ở chuột phía sau cái dòng ô ngày mai này. Chúng ta nhấn Enter xuống và chúng ta thực hiện gõ tên tác giả là Lê Mai. Rồi chú ý là chúng ta in đậm và in nghiêng các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn cho các em cách thực hành bài 7 và hướng dẫn các em làm một số bài tập trên Facebook. Các em đã nắm rõ chưa nào? Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng qua bài học này, các em sẽ nắm thêm được một kiến thức mới nữa trong chương trình môn tin học lớp 3. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi và đừng quên làm bài tập trên phần mềm Facebook các em nhé. Chào tạm biệt các em.